Channel. Xin chào các bạn. Đây là một vui vẻ phô tượng này các bạn. Rất là đẹp, còn rất là nhiều màu sắc nữa các bạn. Thì cái này mình mua sữa chua su su nên được tặng đó. Rất là nhiều màu, thì tổng cộng chúng ta có khoảng 5 màu ấy nha các bạn. Là màu đen, màu xanh lá cây, màu vàng và màu đỏ. Bộ đồ của mình là hình con vật, đây là con voi, con hổ và con thỏ.